căn nhà này đại diện cho cuộc sống hôn nhân trong 3 năm qua của tôi và chó mặt hổ. Vui hay không vui đều xảy ra trong căn nhà đó. Tôi không muốn gì căn nhà ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Tốt là ngày nào tôi gọi ở đây thì không được bán. Anh muốn cưới Miêu Miêu là vì anh thật lòng yêu cổ hay là anh có khúc mắc với cổ? Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh tôi thật lòng với Miêu Miêu thế nào. Tại sao cho đến giờ phút này anh vẫn tự lừa dối mình chứ? Ôi trời, căn nhà này của tôi, cô không được làm bạn. Anh còn ngăn cản tôi sẽ đập luôn anh đó. Không có toilet để đi, có anh làm sao mà ở? Bà chằn, đập bể một cầu của tôi sẽ chết cô luôn nè. Điên khùng, chạy chậm một bước tôi sẽ chết cô luôn. Lão khốn. Sao không mở được vậy? Trời, chuyện gì vậy? Quan tài người ta là 4.5 miếng, tôi thì 1 miếng, bắn cô luôn, bảo vệ môi trường chưa? Giá Hải Tuyền, anh khôn hùng thì thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh giam giữ trái phép đó. Thả cô ra hả? Được, ký vô đây trước đi. Cái gì vậy? Giấy thỏa thuận, cô ký tên vào, tức là đồng ý bán 1/2 căn nhà chủ quyền của cô cho tôi. Tóm lại, giá thị trường bao nhiêu, tôi đưa cô bấy nhiêu tiền, không gạt cô đâu, có lợi cho cô đó. Ký tên vô đi. Ký cái đầu của anh á. Anh đừng hòng bắt tôi ký. Nếu anh có bản lĩnh thì giam tôi đây suốt đời đi. Nè, cô đói nữa nghe, tôi sẽ cắt nước cắt lương thực của cô. Cô còn chờ đừng được bao lâu. Nè, anh đi đâu vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Bà Trăng này bị điên rồi. Sao cả túi đồ nghề tới đây? Muốn đập cái căn nhà này thật sao? Tôi không cho cô đắc thắng đâu. Đấu với tôi hả? Tôi ăn no rồi mới từ từ chơi với cô. Ít ra tôi cũng có bị để ăn. Cô ăn cái gì? Cô ăn bụi đi. Cô ai sống thọ hơn. Rồi, không lẽ sợ tới điên rồi sao? Nè, nè bà Trăng, nè cô không sao chứ? Anh nói đúng, tôi không nên đấu với anh như vậy. Cuối cùng cô đã thông suốt rồi sao? Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta đã sống trong căn nhà này 3 năm. 3 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Chúng ta cũng từng yêu nhau. Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Tôi không muốn cả hai chúng ta đều trầy da tróc vậy. Nè, đưa đây cho tôi ký. Anh muốn tôi ký cái gì tôi cũng ký. Cô chưa ký thật sao? Nè, cô làm gì vậy? Nè, cô không sao chứ? Miêu Miêu, Miêu Miêu, em sao vậy? Miêu Miêu. Để uống nước đi. Ăn bánh. Ăn bánh đi. Ăn bánh trước đi, từ từ ăn thôi. Bà chàng này đối xử tôi vậy hả? Tôi sẽ bị nó to. Ai kêu anh tốt với tôi như vậy? Tại anh từ trước đi. Anh làm gì vậy? Tôi thích đấu với tôi chứ gì? Tôi chơi trò giam cầm với cô. Ngày nào chưa phải thất bại, không ai được rời khỏi nơi này. Được, anh dám nói thì tôi dám làm. Anh nghĩ cái vợ của anh
sẽ đấu lại cây bóng chày của tôi sao? Chỉ có một cây vợt, đương nhiên đấu không lại rồi. Nhưng cộng thêm trái banh 200 km/h thì không phải là chuyện đùa đâu. Tôi sẽ leo ra.